Gia Bảo Luxury, trao gửi báu vật của thời gian. Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu tới anh em một chiếc đồng hồ mà chúng tôi đã chiến thắng đấu giá vào sự kiện tháng 7 năm nay của nhà đấu giá nổi tiếng về đồng hồ Antiquorum. Chiếc đồng hồ này là một chiếc đồng hồ thuộc bộ sưu tập Royok của Audemars Piguet. Và chiếc đồng hồ này thì cách đây khoảng 3 năm có một mức giá vô cùng là hợp lý, chỉ khoảng 1/3 so với giá hiện tại thôi. Đó là chiếc đồng hồ gì? Thì chúng ta cùng tìm hiểu trong video này anh em nhé. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó chính là chiếc Rolex Chronograph mang mã hiệu là 26022BC. Và trước khi đi sâu vào chiếc đồng hồ này thì chúng ta hãy cùng đánh giá về phụ kiện của chiếc đồng hồ này trước đã. Đó, hộp AP. Thay vì hiện tại bây giờ chúng ta có cái hộp màu xanh thì trước đây vẫn là sử dụng cái hộp gỗ. Và phía bên trong thì chúng ta cái hộp gỗ này thì được nó vẫn còn tình trạng rất là tốt. Đó, tình trạng rất là tốt để cho chúng ta thấy được là cái nhà sưu tập cũng như là cái chủ sở hữu cũ của chiếc đồng hồ này rất là nâng niu và trân trọng. Ok, ở phía dưới của cái hộp này thì nó là hai quyển sổ. Hiện tại bây giờ thì nó đã thông minh hơn rất là nhiều, với chỉ có một cái tấm thẻ cứng và một cái sổ rất là nhỏ để bọc cái thẻ cứng đấy thôi. Hai cái quyển sổ này thì có một cái quyển sổ là nói về cái cỗ máy của chiếc đồng hồ này là một cái caliber 2385 Chronograph. Thì một lát nữa chúng ta hãy cùng đi sâu hơn về cỗ máy này thì tôi sẽ nói sau. Tuy nhiên là đây, cái quyển sổ này là cái quyển sổ mà chúng tôi gọi là certificate, quyển sổ với cái nhiệm vụ là như cái thẻ bảo hành. Thì đây là sổ bảo hành. Thì đây, như chiếc đồng hồ này là bán vào thời điểm là năm 2009, và hiện tại đến bây giờ chiếc đồng hồ này cũng đã được mười mấy tuổi rồi. Và chiếc đồng hồ này thì nó là mã hiệu là 26022BC với lớp vỏ vàng trắng, mặt số màu xanh. Có một cái điểm thú vị mà tôi muốn chia sẻ tới quý vị đang xem video ngày hôm nay, đó chính là cái chiếc đồng hồ này hiện tại là có đường kính là 39mm. Tuy nhiên hiện tại Rolex bây giờ không có sản xuất cái đường kính này nữa. Nó là một cái điểm rất là đáng tiếc, bởi vì theo quan điểm của tôi thì cái đường kính 39mm này là cái đường kính đẹp nhất để đeo một chiếc đồng hồ sport. Bởi vì sao? Chiếc đồng hồ này nó sẽ rất là vừa vặn, kể cả là với cổ tay nhỏ, và nếu cổ tay to quá thì cũng không sao cả. Và đẹp nhất với cổ tay từ 16 đến 17, thậm chí là hơn 17 một chút, đeo rất là perfect. Điểm qua một chút về cái phiên bản 26022 này, thì 26022 này được sản xuất nó khoảng tầm 17 năm, 16 17 năm sau năm 2000, và nó có hai phiên bản chính. Một phiên bản thì được sản xuất đến năm 2008, và sau 2008 đến 2012 thì đấy chính là phiên bản đang ở trên tay tôi, và chiếc đồng hồ này là 2009. Thì phân biệt một chút với cái phiên bản cũ thì đây, như quý vị khán giả có thể thấy được, thì với phiên bản cũ chúng ta sẽ thấy có một số điểm khác biệt ở cọc số. Cọc số của cái chiếc phiên bản cũ ấy thì nó là cái cọc vuông, và góc 12 giờ nó là dòng chữ AP. Tiếp đến là cái phiên bản mà đang trên tay tôi thì nó có mặt số màu xanh. Thì mặt số màu xanh này do là được chỉ được sản xuất trong 4 năm, thế nên là cái số lượng rất là ít. Tôi khẳng định với quý vị khán giả là nếu như quý vị khán giả search ở trên mạng thì đa phần cái mặt một số màu xanh này chưa từng xuất hiện ở Việt Nam, và chúng tôi là một trong những đơn vị mà thực tế là rất là may mắn khi sở hữu chiếc đồng hồ này. Ok, về lớp vỏ chiếc đồng hồ này, đây như quý vị đang có thể chiêm ngưỡng được, lớp vỏ màu trắng với bezel là bezel hình bát giác với những cái đinh vít. DNA của Rolex được xếp thành hình vòng tròn, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ thấy được là độ hoàn thiện, chảy xước và đánh bóng được xen kẽ với nhau. Tôi thích nhất với phiên bản này đó chính là ngoài phần vành bezel ra thì nó là cái phần mà tay càng ấy, nó là để phân biệt được cái phần hông của chiếc đồng hồ được chảy xước và cái phần tay càng ở phía bên trên được chảy xước. Nó làm cho chiếc đồng hồ nó có tính tương phản hơn là việc chúng ta đánh bóng toàn bộ hoặc là chúng ta chảy xước toàn bộ. Hông của chiếc đồng hồ này thì đây chúng ta cũng được chảy xước. Có một cái điểm mà khi mà tôi cầm cái chiếc đồng hồ này lên ấy, thì tôi cảm giác là có vẻ như là cái thời này người ta làm cái đồng hồ rất là chắc chắn. Thì nếu mà chúng ta đeo lên tay, mặc dù là dây da thôi, nhưng chúng ta sẽ thấy được là nó sẽ nặng hơn một chiếc đồng hồ full dây vỏ thép. Những năm 2009 thì mặt số xanh không phải là một mặt số phổ thông. Thời điểm đấy thì những chiếc mặt số truyền thống thường được ưa chuộng hơn, ví dụ như mặt trắng, mặt đen. Thì tuy nhiên là nó lại rất may mắn cho thời điểm hiện tại, bởi vì mặt xanh hiện tại bây giờ đang là trend đồng mặt số. Mặt số của phiên bản này so với cái thế hệ 26022 trước ấy, sử dụng cái cọc số là vuông, thì tôi thích cái phiên bản này hơn, bởi vì nó là cái cọc button, cái cọc số là button, nó giống với cả cái phiên bản 41 hiện tại hơn, nhìn nó hiện đại hơn.
hiện đại hơn là thứ nhất, thứ hai là nhìn trông cái mặt số nó thoáng hơn. Với phiên bản này thì ở góc 12 giờ chúng ta sẽ thấy được là nó là một cái tam giác, hình tam giác thôi, rất đơn giản. Và các cái cọc số là cọc button được phủ dạ quang. Nếu như chúng ta đeo một chiếc đồng hồ trong một thời gian dài thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái mà nó xuống cấp đầu tiên, nó không phải là kim que hay mặt số đâu, mà nó chính là cái dạng quang của nó. Dạng quang của một chiếc đồng hồ nó sẽ bị xuống màu đó, và đôi khi là nó sẽ bị mốc, tức là khi mà nó phát quang vào buổi đêm ấy thì chúng ta cũng sẽ nhìn là kiểu như là những kiểu nổ xịt xịt ấy đó. Cái thì sáng, cái nó sáng không đều, nhưng mà với phiên bản này thì đây, chúng ta có thể thấy được đây là một chiếc đồng hồ với tình trạng khoảng tầm 12 năm thì đây là một chiếc đồng hồ có tình trạng hoàn hảo. Và mặt số của chiếc đồng hồ này thì với đường vân là Grand Tapestry, nó là cái phiên bản mà những cái đường vân khá là nhỏ, vừa phải, chứ không phải là như hiện tại là chúng ta sẽ thấy với những chiếc Rolex Offshore là sẽ sử dụng vân Mega, là nhìn trông nó rất là bự và nó thể hiện một cái tính sport. Những cái chiếc đồng hồ 41 hiện đại bây giờ ấy, thì nhìn cái vân của nó tôi có một cái cảm giác là ok, nhìn nó rất là new, rất là mới, nhưng nó không đem lại một cảm giác vintage giống như những chiếc mà AP Rolex thời điểm của ngài Gerard Genta thì chiếc đồng hồ này làm được với cái vấn đề về mặt số. Về cái gì ở ngoài của cái chiếc đồng hồ này thì chúng ta sẽ thấy được là được hoàn thiện trải xước rất nhỏ, rất nhỏ, và nó thể hiện là các cột mốc 5, 10, 15 đó cho đến 60, cũng như là các cái vạch chỉ phút và được trải xước, nhìn rất là vẻ đẹp đến từ những điều nhỏ bé kiểu như vậy các bạn ạ. Và những cái vòng tròn đếm giờ, những cái đồng hồ đếm giờ nhỏ thì đều được hoàn thiện rất là tỉ mỉ, và chúng ta có thể thấy ở trong những shot macro dưới đây, mặt số cũng vậy, kim cũng vậy. Chiếc đồng hồ này thì là chiếc đồng hồ vẫn sử dụng cái cỗ máy không phải in-house, nó là cái cỗ máy mà được sử dụng trong một quãng thời gian rất dài của AP Chronograph. Đấy là cỗ máy trên cái base là Frederick Piguet 1185. Thì cái base này thì được sử dụng cho rất là nhiều chiếc đồng hồ nổi tiếng, đó chính là những chiếc Blancpain này, Vacheron Constantin này, và nổi tiếng đó chính là AP Chronograph Rolex. Cái cỗ máy này thì cũng có chức năng là column wheel hay gọi là bánh xe cột, và 37 chân kính, hoạt động được 42 tiếng. Tuy nhiên là sau cái quãng thời gian trải nghiệm với những chiếc đồng hồ phiên bản Chronograph này thì tôi nhận định ra một điều là tại sao cái base này được sử dụng rộng rãi như thế, bởi vì duy nhất một lý do là nó rất bền và nó không bị to quá. Nếu mà nhiều quý vị follow và là một fan của AP thì chúng ta có thể thấy được là AP có sử dụng một cỗ máy module cho cái Chronograph với những chiếc Rolex Offshore, thì những cái cỗ máy đó, những cái cỗ máy sử dụng module nó thật lại thật sự là rất dễ học, mặc dù nó thế hệ đời mới. Với nếu mà chúng ta quá sử dụng quá nhiều nhé, thì cái việc mà nó không bật lại được giờ đúng này 12 này, hay là nó bị nhảy về các cái đồng hồ đếm giờ nhỏ bên trong, nhiều vô kể luôn đó. Thế nên là khi mà với những khách hàng mà sử dụng những cái chiếc Rolex Offshore đấy thì tôi bảo là khuyên là không nên sử dụng chiếc Chronograph. Còn với những chiếc đồng hồ này thì chúng ta có thể thoải mái sử dụng hơn. Tất nhiên là chúng ta cũng phải sử dụng đúng nữa nhé, là chúng ta không phải bấm linh tinh, bấm liên tục, cũng như là chúng ta phải reset nó phải đúng theo tiêu chuẩn, chứ không của bền tại người mà. Nếu chúng ta phải sử dụng đúng chứ không phải là bấm linh tinh được. Ok, và cổ tay tôi thì đây, như quý vị đã thấy là cổ tay dạng tròn, cổ tay rất basic với cổ tay người Việt, trong khoảng đường kính là gần 17. Đây thì tôi sẽ lên tay thử, quý vị có thể xem. Chúng ta có thể thấy được là đồng hồ lên tay này, ở góc nhìn mắt của tôi nhé, thì góc này cũng rất là đẹp, và góc nghiêng này thì chiếc đồng hồ cực kỳ khít. Nếu như tôi đeo một chiếc đồng hồ mà nó to hơn, bự hơn, 41 đi, hoặc là 44, thì cái phần tay càng nó sẽ không ô mình như này, mà nó sẽ bị phình ra. Đó, rất là vừa vặn. Ở cuối video này tôi sẽ chấm điểm cho chiếc đồng hồ này. Thì về ngoại hình thì tôi sẽ chấm điểm, không còn gì để nói nữa, 9 điểm. Đúng chưa ạ? Về mặt số 9 điểm. Về lên tay 9 điểm. Tuy nhiên là về cỗ máy 5 điểm. Đó, cỗ máy 5 điểm thôi. Hoàn thiện không đẹp, tuy nhiên là được cái là bền. Chấm hết. Và đây là một trong số những chiếc đồng hồ mà tôi nghĩ là sẽ phù hợp với những collector và những người đam mê Rolex. Và đó là những cái suy nghĩ cũng như là đánh giá của tôi về chiếc đồng hồ AP39 Chronograph mặt số màu xanh này. Thì quý vị có suy nghĩ như thế nào thì hãy cùng đóng góp và comment ở phía dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Bye bye.